Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình tiếp tục với những câu chuyện ngụ ngôn Ê-dốt rất là hay và thú vị. Câu chuyện đầu tiên có tên là Cáo và Mèo. Cáo huênh hoang khoe với mèo: "Mình có đầy một túi khôn, có hàng trăm cách thoát khỏi kẻ thù." Mèo nói: "Mình chỉ có độc một cách thôi." Vừa lúc đó, một đàn chó xanh chạy lại. Mèo nhảy tót lên cây. Cáo cứ loay hoay, lúng túng, chưa tìm ra cách thoát thân thì đã bị chó xanh tóm gọn. Mèo ở trên cây nói vọng xuống: "Thà có một cách chắc chắn hơn là có hàng trăm cách mà khi cần thì lại chẳng dùng được cách nào." Theo Ê-dốt. Và câu chuyện tiếp theo: Chim dạ oanh hay hót. Dạ oanh với giọng cá vàng được muôn loài yêu thích sống trong khu rừng sâu nọ. Mỗi khi nó cất tiếng hót véo von là người đi đường dừng bước, muôn thú ngưng chạy. Dạ oanh hào hứng với những lời khen ngợi nên càng ngày càng bay xa tổ giữa ban ngày để phô diễn tiếng hót của mình. Dơi thấy vậy bèn khuyên nhủ: "Cậu hót rất hay, nhưng cứ hót ban ngày, nhỡ bị người ta bắt mất thì sao?" Dạ oanh liền đáp lại: "Tôi biết là cậu ghen tị với giọng ca vàng của tôi. Từ giờ trở đi, đừng lùi tới chỗ tôi nữa." Thế rồi, dạ oanh lại miệt mài bay lượn. Thợ săn hám của nghe tin đồn liền lũ lượt kéo nhau tới khu rừng, rình bắt dạ oanh để bán lấy món hời. Rồi cũng tới ngày dạ oanh bị thợ săn tóm được. Nó bị bán cho phú ông nọ. Dạ oanh bị nhốt vào lồng cho người chiêm ngưỡng. Nó sợ hãi không hót vào ban ngày nữa, chỉ cất tiếng lên những tiếng ca ai oán vào đêm khuya. Dời biết chuyện nên đến thăm bạn: "Sao bây giờ cậu lại chỉ hát vào ban đêm?" Dạ oanh buồn bã trả lời: "Đáng lẽ tôi phải nghe lời cậu mới phải. Giờ tôi hiểu rồi, chẳng dám cất tiếng lúc trời sáng nữa đâu. Bây giờ cậu cẩn trọng đến thế đi nữa thì cũng đã muộn rồi." Dơi buồn bã đáp. Và câu chuyện tiếp theo: Cáo và quạ. Trông thấy quạ ngậm một miếng phô mai đậu trên cành cao, cáo đến gốc cây nói vọng lên: "Xin chào chị quạ, hôm nay trông chị sao mà đẹp thế, bộ lông sao mà mượt thế, đôi mắt sao mà sáng thế. Nghe đồn chị hót hay lắm, hay hơn các loài chim. Xin chị hót lên cho cáo tôi có dịp chiêm ngưỡng nữ hoàng của các loài chim." Nghe bùi tai, quả nhớn cổ, vừa cất tiếng quả quả thì miếng phô mai rơi xuống đất. Cáo vồ lấy rồi nói vọng lên: "Này quả, đổi lấy miếng phô mai, ta cho ngươi lời khuyên này. Đừng tin những kẻ nịnh bợ theo truyện ngụ ngôn Ê-dốt." Các câu chuyện ngụ ngôn của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích giọng đọc của mình và luôn ủng hộ mình nhé. Xin chào!